thận. Đi về về đi về rốt đi đi ra đường rốt thôi. Này, em không biết nốt mà. Em nốt rồi mà. Em chưa. Thôi, cần đốt lúc nào? Em nốt nhiều rồi. Em cũng nốt nhiều rồi. Em chưa đốt. Ông ơi, nhà đã đốt rồi sao mà. Em chưa đốt. Em đốt rồi thì nữa hôm đi chơi thì em đốt. Em chưa đốt. Được rồi. Dạ. Đáng cái này. Cái này là 9 lớp 2 học thứ 2 là 5 tuổi. Thôi, cứ cắm vào. Không. Cắm vào. Cứ vào cắm vào có làm sao đâu. Bước vào tuổi thứ 8. Đưa cái ấy vừa rồi là cái cắm cắm đâu không biết. Đúng nhọc. Nhưng mà cắm nốt à? Cái này khói lắm, nó phủ đây này. Không, không. Cắm nốt à? Cái này ghê lắm, chị có đi.